sau này đến lúc mà mua Thiên Long Thổ thì lúc đó mẹ mới nói những đất này ngày xưa những tiền kiếp sư phụ đã có duyên làm chủ rồi, hôm nay chỉ thâu lại rồi cho mấy đứa con thôi để sau này họ thiên làm cái đạo để cho quy tụ rồi. Thế là nó đã là của sư phụ rồi thì mới gọi là đất tiền chủ, chứ không chủ cũ ở đây đó là cháu của Đỗ Mười mà giàu tao đâu cần bán, mà lên đây bị mấy ông sân thần hù à, mấy ông tưởng là ma phải không? Thì từ đó mình biết đất này là linh thiêng, mấy vị mình cố tình làm ra những hiện tượng đó để đến lúc mà phải đưa qua chủ mới để cho nó kịp cái ngày giờ sư phụ về nước với lập hội Long Hoa. Chứ không có đất này làm sao mà ra được cái đạo, chẳng lẽ con ở nhà hay con mướn cần ven center con cứ lên đài con nói trong góc phòng làm sao được, người ta phải tới gặp với mấy con từng tới đây mới ngồi đây đúng không? Thì nó là vậy, điều mọi thứ nó y như là bây giờ lâu lâu ấy thường ngồi bữa ngồi thiền nhập thất cũng giống như là cái bức tranh mà phu sò gắn thành gắn những cái hình đó vua bất thích trợ thì những cái kế tiếp là những cái phần cuối cùng, những cái mà về Việt Nam hay là những cái mà thế giới này mà nó trở lại thành thời đại không còn hận thù, tức là Trung Đông cũng hết chiến tranh, Nga cũng tiêu, Tàu cũng tiêu, Việt Nam cũng ngã luôn, thì nó là sự thật. Nếu mà người nào mà hôm nay mình nghe mấy lời này, người ta cũng phải quản hộ. Nó không phải chuyện bình thường đâu. Mà thường thường á, là mấy gì nói đời con là cuốn kinh sống. Tất cả những gì, những hiện tượng và những chuyện xảy ra ngày hôm nay, cha đã sắp xếp hàng nghìn năm rồi. Không tin coi lại kinh Phật y chang luôn. Kinh Phật có nói mấy người, tại tôi không có cha nghiên cứu kinh Phật nhiều mà không có hiểu. Nhưng mà có một vị thầy lớn đã nói trước thời tận thế này nè, có một chuyển luân thánh dương xuất hiện mà xưa là chuyển luân thánh dương, đâu có thể nào là hai người được, đâu có thể nào trái đất cha cho hai thiên tử xuất để làm chi, đúng không? Một người thôi, một người một đạo thôi, chứ không lẽ giờ cho hai thiên tử xuống lập hai đạo và đánh nhau hả? Làm sao Chúa chỉ một người thôi, chứ đâu phải Chúa hai người, phải đúng là một người thì mới cứu con của Chúa, thì kinh bên Công giáo mới đúng. Thì cuối cùng á là sau này mấy lần hồi đầu xưa sư phụ có hỏi đức thầy Chúa Giêsu là ai, ông cười ô Chúa Giêsu chỉ là một vị Bồ Tát như những vị khác thôi, con đừng bận tâm, con có làm chuyện không, con đâu có nói. Cái mỗi lần vô ra ngồi thiền nói với anh bác hỏi mấy ông thánh tự đạo, mấy ông hiện về này nọ năm thánh tự đạo rất là tôn trọng sư phụ, kính nể hơn mấy con kính nể nữa. Ngài kêu sư phụ ngại không à, ngài mỗi lần mà ngài đi ngang ngài chỉ cần vô cho hắn cho tôi cây nhang thôi chúng tôi vui rồi, không cần gì hết. À, nghe tức là miếu này nè, không rồi cái ông thánh Peter cũng vậy, mỗi lần mà nói chuyện với ông thánh Peter là 12 người đệ tử của Chúa đó, ông cũng kêu sư phụ bằng ngài không à, chứ ổng đâu có dám kêu như là những con chiên hay mấy ông thầy hay Đức Hồng Giáo Y đồ ở bên tòa thánh Vít Căn mà khắc ổng về đi các ngươi đúng không? Dạ. Yeah. Mà áo thường mà mấy gì kêu ông thánh bây giờ cũng kêu thuộc bằng ngày, tôi không hiểu sao mấy ông kêu thuộc cao vậy á, thì sau này rồi biết cái gần đây nữa đó là những năm đầu năm 2016-17 gần đây thụ mới hỏi mấy gì hỏi có hỏi luôn vậy, mấy gì mới verify thụ là reborn xem gai lập lại cái đạo, tại mấy gì giải thích chỉ là một người cùng như upgrade cái đạo lên từ Công giáo lên, chứ hai người thì nó không có đúng, thì mới gọi là Chúa tái lâm. Thì sau này nhân loại á, thì họ mới biết là trời Phật tranh đạo mình bả tắt, mục đích cuối cùng á bề trên cho một người như phụ nói ra tất cả những gì ở cõi vô hình cõi trời
bằng lời nói thật, thì nhân loại từ đó mới giật mình, mới tỉnh lại, mới không có còn si mê tiền tài danh vọng và hơn thua nhau nữa. Cuối cùng chiến đấu rồi cũng nằm ba tấc đất, cái hồn bị xử tội có đáng không? Mấy con nghĩ có đáng không gì? Bây giờ những cái thằng mà làm ác mà đến rồi bệnh là như kiểu Steve Jobs hay là Michael Jackson đó, thành con ma bị tội có đáng không? Suy nghĩ đi, không đáng đúng không? Tại vì họ quên thôi, cho nên ở trên cho hộ cứ nói những cái sự thật để cho họ wake up. Mà cuối cùng anh hộ cho một đống thứ sự thật, quá trời sự thật luôn, rõ ràng như bàn tay luôn á, đưa cho nói thật hết, không có giấu gì nhiều nữa. Vậy mà một số tới ngày hôm nay vẫn còn vô minh là gì á, họ cố tình họ vô minh. Rồi khi mà tụ về Việt Nam rồi, lãnh đạo nước Việt rồi, lúc đó họ mới hiểu, họ hiểu không biết từ đây tới đó là họ đang trong tình trạng risky đó. Thì con biết sớm thì con được cứu sớm, còn biết trễ một ngày là cái cơ hội con bị nó khác nhau nhiều lắm. Thiên tử không có thể nào mà giả được, chỉ có mấy cái đám vô minh nó giả, nhưng mà chỉ là một mình nó thôi, nó không có cái gì gọi là để cho người ta chứng minh hay là so sánh hết. Còn sư phụ mấy bài kính thiền, mấy ông rồng, bao nhiêu chị nhu là lập đạo rồi quá trời thứ chứng minh luôn. Mà nhiều nhất là trên núi mình biết bao nhiêu chị nhiệm màu, chỉ cần một chị nhiệm màu nhỏ thôi, một cái mạng là la mà ở hiện lên trên hiện trên người sư phụ, mấy vị là chùa có mấy cái hình hồi xưa đó, họ lơ thì không nói gì, mọi chuyện rõ ràng là mỹ mỹ đó. Những chư Phật, chư Thiên, chư Bồ Tát đâu thể nào xuất hiện một cách gọi là ngạo, không có ý nghĩa đâu. Chỗ nào linh thiêng, chỗ nào thứ thiệt, mấy vị mới xuất hiện, nên nhớ. Nhưng mà ngoài kia cũng có nhiều người tu giỏi, người ta biết. Thì mấy người tu giỏi người ta đâu có nói gì đâu. Còn mấy người tu dở, mấy người còn tham sân si, họ mới hơn thua thôi. Cho nên Thiên Tính Kiệt, Thiên Tử, Chuyển Luân Thánh Dương, Thái Tử Thiên Nhãn, Thái Tử Thiên Hoàng, khá nhiều danh hiệu quá à. Có gì nữa? Chúa Sô Tá Lâm, có gì nữa con nói gì? Người hình, người hình tinh hả? Không như là truyền thừa, nhiều danh hiệu lắm, muốn kêu kiểu nào cũng được, nhưng mà cái là Chúa Sư Thái Lâm là thật. Trẻ thời đại họ cần biết cái đó để cứu họ, nhưng cái đó là của Phật thì Chúa Sư thì con ghép mấy câu chuyện này nè. Chúa Sư là con của Thượng Đế đúng không? Lúc nào Chúa Sư nói có cha ta đúng không? Phụ là rõ ràng là con của cha luôn đó không? Cũng là con Thượng Đế. Tại vì mỗi một kiếp con phải mang cái tên khác thôi. Còn đầu Do Thái hay là tóc vàng hay tóc đen, doesn't matter. Con mà lấy chồng Mỹ, con đẻ con cũng tóc vàng vậy. Đầu thai thôi mà đâu có gì đâu. Rồi lập đạo, chú Sư cũng lập đạo đúng không? Chú Sư cũng lập đạo đúng không? Còn những người mà không phải, ai mà lập đạo Thiên Ma nó bứng chết liền đó con. Hoặc là mấy chư thiên của mình cũng không có để yên đâu. Về cõi tâm linh mà đâu phải là chuyện tầm thường đâu mà ai dám làm tầm bậy. Lập đạo là một cái chuyện kinh hoàng trong một cái thế giới của chúng ta. Chúa Sư hồi xưa nửa thân người, nửa không phải thân người, đúng không? Chúa cũng thật đó, đó là thật mà. Chúa có nửa thân người là người giống như các tâm, nhưng mà nửa thân người của Chúa không phải là thánh. Mấy nhầm cục đó. Rồi Chúa làm những chuyện toàn là có lợi ích cho các con với cho chúng sanh, cho nước Việt, cho thế giới không ạ? Có cái gì lợi ích cho Chúa không? Không có đúng không? Các con lên núi, cái đầu tiên á là các con còn giống như là dưới quê mà lên thành phố dính phèn đúng không? Rồi tanh mùi cá nữa không? Từ từ cái tức là còn giữ á, sân si rồi còn picky khó chịu, lên đây từ từ là hiền. Lúc nào lên đây cũng sẽ hiền,
gan ti 100, 1 triệu%. Đó là số là cái gì hộ pháp của sư phụ. Tại vì khi mấy con mà giao duyên sư phụ là Xích Long, Bạch Long, Thân Tàn với mấy thiên tướng nhiều lắm, với mấy cái thiên xung quanh mình trên núi á, đã coi con giống như người bạn rồi, quen mặt rồi, thì mấy vị độ đệ nhất. Tại mấy vị đang ở cái thế gian của chúng ta, cho nên trên núi mình rất là nhiều chuyện nhiệm màu. Còn những cái người mà mấy vị nói mỗi một lần mà có thời của Bích Việt Nam á, thì người ta lúc đó sư phụ thường dọ điện thoại phải không? Tại mình của Bích mình cũng rảnh, chứ không phải như về bù bận. Bây giờ nhắn tin cho phụ lệnh đẹp đó, từ Viber cho tới thường phụ cũng không trả lời ai, đâu trả lời nổi đâu. Thời đó thì phụ trả lời chỉ cần có cái hình chứ có cái tên. Ê, phụ dùng cái điện thoại ra, phụ để trên tay nè, nhờ mấy vị giúp bà Nguyễn Thị Lan này nha, bị Covid đang nằm trong nhà thương ở bệnh viện gì đây, Chợ Gãy, như tuổi đây 47 tuổi, đại khái. Thì mấy vị nghe là mấy vị, nhưng mà phải có cái location thì mấy vị mới xinh đẹp đi được, đúng không? Tự nhiên bên kia, bà kia tự nhiên hết bệnh. Cho nên có những cái mà ở Việt Nam người ta nói, những cái người mà người ta lên mạng người ta nói chỉ là 1% thôi. Còn biết bao nhiêu trường hợp âm thầm được cứu mà đâu có ai biết, chứ người ta không có cơ hội để lên gặp.